Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với video tiếp theo của mình Lại là mình, mình đánh anh Túc đây Ai chưa đăng ký kênh mình cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký Để cập nhật những cái video mới nhất từ mình Đến cái video này thì mình lại hướng dẫn anh em gọi là Clam Idrop được chưa Nhận 8 đồng này có tên là một Bloop Fireland C, được chưa? Con này chạy trên nền tảng gọi là Smart Chain BSC, ấy, được chưa? Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Tổng cung con này là 300.000 thôi, được chưa? Con này uh, danh sách ban swap và nó được thanh khoản, uh, khóa thanh khoản được năm uh, năm rồi, được chưa? Con này cũng như lộ trình của nó thì mình uh, gọi là tìm hiểu cũng như cái trang web của nó là khá là ngon và cực kỳ là gọi là hoãn luôn được chưa? Vì con này nắm uh, gọi là kênh lớn anh gọi là mình gọi là anh cả đấy kinh lớn anh cả về airdrop ấy cũng chia sẻ rồi cũng qua là rực rỡ luôn được chưa nên là mình đã chọn được con này là con gọi là mình phải nói là con này nó ngon đấy thì anh em cố gắng làm cho mình vì con này thì là Uh, vừa nãy mình cờ lam ấy thì hết chút ít phi ga phi mạng thôi nhưng mà mình cờ lam được là được 8 đồng được chưa? thì là mình tin chắc con này chắc tầm rơi tầm một hai ngày nữa thôi thì là nó sẽ là nó rơi vào khi nghe gọi cờ lam ấy thì nó sẽ giảm đi được chưa? nó sẽ giảm đi tầm ví dụ như ba bốn đồng chẳng hạn nó sẽ giảm đi một lửa được chưa? vì con này tổng cung nó ít thứ hai nữa là con này là lộ trình cũng như là cái thanh khoản nó khóa rồi phải là cực kỳ khăn hiếm luôn các bạn hiểu nông noan như thế vậy được chưa? Rồi ai mà theo mình thì nhận 8 đồng một bầu lúp này thì anh em cố gắng làm nhanh đi nha vì kèo này là kèo cực ngon luôn được chưa? Thì không phải là cái con long john vô vẩn được chưa? Thì con này ai mà theo mình nhận cái con này thì có thể là kích vào kênh Telegram của mình này được chưa? Vì mình hiện tại là đang bị dính bản quyền cộng đồng nên là mình không thể để đứng đinh ở dưới phần mô tả được được chưa? Bắt buộc phải để ở trong nhóm Telegram của mình. Ok chưa? Thì mình có để đường link ở trong nhóm Telegram của mình Thì khi anh em kích vào nhóm Telegram của mình ấy Anh em có thể join cho mình một quả để vào kênh của mình Vào nhóm uh, chat Telegram của mình Thì nó ra giao diện như vậy được Thì mình vừa đăng cái uh, con này đây chưa? đây là link cờ lam tám đồng tất cần một bloop này cực kỳ ngon này có thể x 100 tài sản con này có thể nó x hơn ý. mình cũng 100 tài sản nữa là bình thường vì tổng cung con này ít lộ trình nó cực kỳ là gọi uh, là rõ ràng và cụ thể được chưa rồi thì anh em có thể là đọc qua một lượt đây là con trách của nó này được chưa đấy, đấy con trách cũng như tên ký hiệu số thơ phân ở đây anh em có thể sao chép tí nữa làm một mình hướng dẫn anh em gọi là dán con trách luôn rồi anh em sẽ ấn giữ phần đường link này cho mình đây đường link này ấn giữ này giữ này được chưa rồi nó hiện lên như vậy thì anh em ấn copy cho mình đó khi copy xong thì anh em quay sang chốt này cái này làm ví trước, ví trước chớp nét hoặc là ví metamask anh em đều làm được nha rồi anh em vẫn đáp cho mình khi vào ví trước thì ví metamask anh em phải tích hợp tích uh, hợp mạng bsc được chưa thì uh, anh em sẽ ấn dán vào dán cái địa chỉ vừa share cho mình được chưa rồi ấn hoàn tất cho mình nha rồi anh em nhớ chuyển đổi sang mạng sẽ mắc trên cho mình nha rồi khi anh em chờ một lúc thì nó ra giao diện như vậy để anh em kết nối với uh để chỉ ví cũng như là cái trang quát thành công thì để mà cài một con này thì anh em phải uh, mất chút ít phí blb phí mạng uh, phí ga đấy thì mọi tất cả các kèo đều phải mất phí mạng phí ga để quy đổi sang usdt hoặc gửi về ngân hàng anh em đều phải mất được chưa? đấy thì nó ra giao diện như vậy thì bước đầu tiên thì anh em có thể cao xuống này anh em nào quan tâm thì có thể dịch sang tiếng việt để đọc lộ trình cũng như là các uh, thứ rồi map hay là nó nó khá là ok thì mình mình đọc rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em mở drop luôn được chưa? Anh em ấn vào get drop cho mình. Đó. Thì nó hiện lên là phí phi mất phi ga giao dịch cái gọi là hợp đồng thông minh, có nghĩa là phi ga phi giao dịch. Thì quả đầu tiên ấy thì mình có làm là hết 0.6 uh, đô BNB, được chưa? Rồi quả thứ hai thì hết không nhẹ hơn thôi. Được chưa? Rồi anh em chấp thuận cho mình. Rồi anh em thoát ra này. Rồi anh em có thể là xuống cái phần dưới này anh em có thể là copy này đây đường link của nó này anh em đường link của anh em này anh em có thể copy này và lấy đường link này để đi chia sẻ giới thiệu bạn bè và người thân để kiếm thêm tóc token này vì token token này là token khan hiếm được chưa rồi anh em mình hướng dẫn anh em áp con trách luôn này em kích vào nhóm telegram của mình hoặc là ấn vào phần ví này cho mình này được chưa phần ví cao xuống này rồi kéo xuống này thì anh em ấn vào smart trên cho mình rồi anh em sẽ ấn vào anh hợp thông gọi ấn vào cái giao dịch gần đây nhất của anh em này đó rồi anh em có thể kích vào thêm các chi tiết này bây giờ rồi nó chuyển anh em đến cái giao diện bc scan. đây anh em có thể thấy này rồi anh em sẽ ấn vào con check của nó này đó đầu kích vào con check này con check là 196 ac đây rồi kích vào rồi nó ra, ra ra giao diện của bc scan này đây tổng cung con này đây như em thấy là 300.000 cái đồng một bộ lúc này Ok chưa anh em có thể có giữ và copy con trách cũng như là số ký hiệu số tập phân được chưa hoặc anh rồi anh em sẽ quay sang thằng chốt hoặc cả à Metamark anh em gọi là tích hợp cho nó được chưa của moi lên lên được chưa tôi cần và phải moi lên chứ được chưa rồi nó phần ba gạch này cho hai gạch cho mình rồi gõ một ký hiệu bất kỳ này có bừa đi được chưa rồi hiện lên là tự động liên thần báo hóa này kích thẳng vào rồi à, anh em sẽ ấn chuyển đổi mạng lưới cho nó nằm chuyển sang mạng mắt trên nha rồi tiếp theo đó nữa là anh em sẽ ấn vào địa chỉ hợp đồng này à, tiền kia số phân mình anh em thể có có bị ở cái kênh telegram của mình hoặc là cái vừa mình hướng dẫn ấy được chưa rồi à, con trách này à, tên này ký hiệu là một bộ loop này và thấu số số phân anh em đánh số 10 cho mình nha <laughs> 10 ok dạ rồi xong thì anh em sẽ ấn vào phần làm xong cho mình nha. rồi đó thì uh, anh em có thể thấy này, đây thì uh, mình uh, vừa nãy là cờ làm được hai uh, phát thì là nó về là uh, đây chắc là một red của mình, bây giờ một red mình lấy máy kia mình cải thì anh em sẽ được 8 đồng nha. đây là 16 đồng này mình vừa nãy mình lấy một máy kia, hai máy ý. mình cờ làm để mình theo red của mình ấy, được chưa? rồi À, trong quá trình thao tác anh em gì có có gì khó hiểu thì có thể comment dưới mình sẽ hỗ trợ bây giờ chào tất cả mọi người hẹn gặp mọi người video tiếp theo